chồng diễn viên Linh Tý nhận vai nặng đô trong dự án phim tái hiện về cuộc đời sóng gió của Hồng Loan. Khán giả phải gật gù khen ngợi vì quá hợp vai. Đây nè, sao không thấy con ve bự bự lên chút đi. Đúng rồi, nhỏ quá, chấm bự nhỏ quá. Chồng của chị ve. Ủa sao nhìn giống á. Vô nhân vật là giống á. Lộ diện nam diễn viên thủ vai ông Hoàng Hồ Quảng khi còn trẻ. Đóng vai một người cha rất là thương con, rất là lịch sự. Đây là một vai chính diện, diễn viên đông cũng là phải biết hèn rồi. Chị hả? Về sáu bào. Vai đẹp. Anh chỉ nói là đóng vai rất đẹp. Chỗ này quạt có không? Có. Vai rất đẹp. Anh nói vậy đó. Sáng ngày 14 tháng 11, Hồng Loan cùng các anh chị nuôi đã bắt tay vào thực hiện những phân cảnh đầu tiên trong dự án phim tái hiện về cuộc đời sóng gió của con gái ông Hoàng Cải Lương. Theo đó, diễn viên Bích Trâm cũng góp mặt trong một vai diễn được đánh giá nặng đô với nhiều yếu tố về mặt cảm xúc lẫn biểu cảm đa dạng trên gương mặt. Nữ diễn viên đã đến phim trường từ sớm, bắt tay vào công đoạn hóa trang, tạo hình cho giống với nhân vật nhất có thể. Cô còn mạnh dạn góp ý với mọi người về tạo hình của mình và chỉnh sửa lại để phù hợp với nhân vật mà mình thủ vai. Bích Trâm cho biết: "Đây nè, sao không thấy con ve bự bự lên chút đi. Đúng rồi, nhỏ quá." Sau khi nhận được lời góp ý, phía ekip nhanh chóng hỗ trợ giúp cô chỉnh trang lại trước khi vào set quay. Được biết, Bích Trâm sẽ thủ vai nhân vật Hoàng Phương lúc lớn và một bạn diễn viên nhí khác sẽ đảm nhận phân cảnh Hoàng Phương lúc nhỏ. Về phần Linh Tý, anh đảm nhận vai chồng Hoàng Phương, cả hai vợ chồng đều được nhận xét khá hợp với vai diễn và tạo hình. Ekip đoàn phim đã chăm sóc rất kỹ càng cho nhân vật nhí này từ tạo hình, tóc tai đến trang phục để giống với nguyên tác nhất có thể. Đây cũng được đánh giá là dạng vai khó nên phía đoàn phim phải lựa chọn diễn viên rất kỹ càng. Ngoài ra, nam diễn viên thủ vai nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi còn trẻ cũng đã lộ diện. Đây là diễn viên Huỳnh Trường Thịnh, anh chuyên đảm nhận các vai trong loạt phim truyền hình ăn khách nhận được sự yêu mến từ khán giả. Anh được nhận xét có khuôn mặt hiền lành, điển trai, giọng nói ngọt ngào phù hợp để hóa thân vào vai diễn có tính cách và con người hiền lành như ông Hoàng Cải Lương. Anh tiết lộ về vai diễn của mình. Đóng vai một người cha rất là thương con, rất là lịch sự. Đây là một vai chính diện, diễn viên đông cũng là phải biết hèn rồi. Có thể thấy, đoàn phim đã lựa chọn những diễn viên có tạo hình phù hợp với đời thực để có thể lột tả được trọn vẹn nhất cho khán giả. Diễn viên Đào Vân Anh được chọn mặt gửi vàng trong vai diễn một người phụ nữ quý phái, sang trọng nhưng có tính cách đanh đá. Đây cũng là vai diễn được người hâm mộ trông đợi rất nhiều. Diễn viên Kiều Trinh thủ vai vú nuôi của Hoàng Linh, một người phụ nữ hiền lành, chất phát yêu thương con trẻ. Hồng Loan cũng tham gia một vai trong bộ phim này. Cô được mọi người trong đoàn hướng dẫn tận tình khi lấn sân sang mảng nghệ thuật này. Cũng trong sáng ngày 14 tháng 11, Hồng Loan đã tranh thủ thời gian đến định trang nhân vật một bộ phim truyền hình dài tập của đạo diễn Nguyễn Dương. Bộ phim này có sự tham gia của diễn viên Hải Lý, Tường Vi. Đây đều là dàn diễn viên quen mặt với khán giả. Có thể thấy, Hồng Loan đang nhận được sự ưu ái của những cô chú, anh chị trong showbiz. Hiện tại con gái ông Hoàng Cải Lương còn đang tham dự một bộ phim chiếu rạp trong mùa Tết sắp tới. Ở bộ phim này, cô lại có cơ hội làm việc với nghệ sĩ Tấn Thi, nghệ sĩ ưu tú Lâm Tuyền, Bạch Công Khanh, Hoàng Yến. Những tạo hình của cô được đông đảo khán giả quan tâm và hứa hẹn sẽ mua vé ủng hộ Hồng Loan khi phim được khởi chiếu. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.